Mình xin chào tất cả các bạn vào buổi sáng. Mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn trong suốt thời gian qua đã xem kênh và ủng hộ mình. Thì video ngày hôm nay mình cũng tiếp tục lên đường để đi thăm mấy cái 12 cửa ngục mình túc ếch hồi đêm hôm nha các bạn. Cái khu này thì nói nào ngay là mình cũng chuyến rồi đêm trước nha các bạn. Thì video trước mình đăng đó, thì mình đặt lại thêm đêm nữa. Tại do khu vực này thì hồi đó giờ mình cũng chưa chuyến bạn, nên mới chuyến có ngày hôm qua mới con đêm ha. Nói chung khu vực này là lần đầu tiên mình lại đây mình chuyến đó, thì cũng được một đêm nha các bạn. Còn đêm đây là đêm thứ hai. Mình hy vọng mưa, mà ông trời cũng không có mưa bạn ơi. Quê mình nói chung là mấy bữa nay ông trời cũng chuyển âm u hết á, mà không mưa nổi. Chứ khu này mà nếu có mưa nữa ngon lắm nha các bạn. Ngày hôm qua thì mình thăm khu này nó nào ngay cũng trúng bạn ơi. Rồi về chiều hôm qua mình có đi chỉnh lại, mình chỉnh lại với mình đổi vị trí về qua về lại mấy cái 12 cái ngục chút đỉnh đó bạn. Nhưng mà do cái lúc mình đi đó mình không quay chia sẻ được, là ở gần đây có cái đám người ta ca hát quá. Làm YouTube này mà mấy chỗ nào ca hát quá thì mình khó quay lắm nha các bạn. Nó ồn lắm chứ quay cái nhiều khi dính nhạc bản quyền đồ mắc công. Thì giờ mình cũng ra tới điểm rồi. Giờ mình cũng mời các bạn trải nghiệm cùng mình thăm 6 cái 12 cái ngục mình túc ếch thời đêm hôm nha các bạn. Thì điểm này là đêm thứ hai rồi đó. Hy vọng nó sẽ có dính nha các bạn. Hôm qua thì mình thăm mép bên đó trước nha các bạn. Mà mép bên đó cái nhà của chủ vườn á có mấy con chó sủa quá, nên bữa nay mình đi thăm bên đây, mình đi thăm dài qua. Từ xa mình thấy cái trước đó cũng sáng sáng nước mà. Em xuống cái dốc một cái. Mương này nói chung nước đẹp lắm bạn. Có cái thì mấy cái mương phê đáy ao lâu gì nè, cái ưa có tảo nha. Tảo thì thường thường gió nó sẽ tấp diện gốc. Thì hành trang mình đây. Thông thường đêm thứ hai nó dính sẽ không bằng đêm đầu nha các bạn. Trừ khi đêm thứ hai mà có cơn mưa thì mới im. Còn nếu không có cơn mưa là nó sẽ dính không bằng đêm đầu. Thì cũng hên xui để mình thăm thử coi sao. Thôi, cái này có dính nè các bạn. Nhảy sáng sáng nè. Cái này mình có gắn cái lo. Ừ. Cái khu đây mình đặt thì nói chung gần nhà người dân với gần máy lộ bạn. Gần máy lộ nhỏ ở thôn quê mình đó. Nên tiếng nhiều khi có ồn các bạn cũng thông cảm gì mình ha. Ừ. Cái này chạy được 3 con nha bạn. 3 con. 4 con chứ, 4 con bạn ơi. 4 con hình như được 2 con ếch cái, 2 ếch đực thôi vậy. Khu này thì nó nào ngay ếch đẹp đẹp không các bạn, ếch trọng trọng không à. Ếch này đêm trước mình đánh cũng gì, dính con bự bự không. Lo mình đặt đây. Thường thường cũng có mấy anh em cũng hay hỏi mình đặt cái lo vị trí sao á, thì thông thường mình cái lo của mình là mình đặt giữa cái 12 cái ngục nha các bạn. Cái 12 cái ngục của mình dài 8 m hơn 8 m á thì mình đặt chắn giữa nè. Còn lo thì mình xài lo E898 nha các bạn, lo mini. Tại mình xài cái lo đó nó tiện bạn ơi, còn mình xài mấy cái lo lớn đó mình xách nó cồng kềnh với phần ồn lắm bạn. Tại mình đặt ở đây cũng gần nhà người dân đa số đó. Mình đặt theo vuông cá nhiều, ít có đặt ngoài ruộng lắm. Ừ. Hồi tôi cũng ếch cái nó bự bạn ơi, trời hết biết rồi. Hai con cái một con đực nha các bạn, cặp ếch cái này cỡ 800 gram, hết biết cặp ếch cái bự rồi. Im đêm thứ hai mà mới mở hàng cái đầu tiên thấy cũng ngon lành nha các bạn. Mình xách lo về thì cái điểm này mình vẫn để đây, khi nào có điểm mới mình mới di chuyển mấy cái này đi chỗ khác mà để mình đặt tiếp nha các bạn. Còn nếu không thì hôm nay nếu mà trời có mưa thì mình tiếp tục chuyến lại điểm này nữa bạn. Tại điểm này thì hồi đó giờ mình mới đặt có lần đầu tiên thôi bạn. Thì đêm trước một cái video với đêm nay nữa đó bạn. Đêm trước mình có quay cái video đó, đăng trước đó. Nó đẻ trứng cỡ này nữa bạn. Đẻ trứng nó đóng vô 12 cái ngục. Mấy cái khu mới á, thì nhiều khi mình đánh 2 đêm, 3 đêm. Còn mấy khu cũ á, thì mình chỉ đánh một đêm là mình rút à. Tại mấy điểm cũ mình đánh rồi thì tốc độ ếch nó giảm. Trừ khi mình bỏ mùa, mình bỏ mùa này qua mùa sau nó mới trúng lại được. Còn không thì để cả 1-2 tháng sau khi chủ vuông mà ta nuôi cá xong rồi xích cá nữa, mình đánh mới có dính nữa. Miếng này thấy vậy chứ nếu có trời mưa là còn dính nữa đó bạn. Trời mưa xuống á, ếch nó đi xa hơn là dính nữa đó. Trời không có mưa nó dính sẽ không mạnh.
Ngon lạnh bạn ơi. Còn trong đó con nữa nha bạn, được con ếch cái, trong đó cũng còn con ếch cái kìa, với cặp ếch đực này cũng chậm nha bạn. Nói chung ếch cỡ này vậy là nó cũng khá rồi đó, cũng dạng là ếch bự rồi đó. Tại ếch đồng thì nó nhớ lớn là lớn rồi. Rồi, giờ để mình bắt con nó ra, là mình bắt đầu đắm luôn. Đầu đằng lại dính cặp ếch cái bự nè. Ếch cái này là ếch cái dạng khổng lồ. Thường thường cái đêm thứ hai bạn, nó ít chạy mà nó chạy đa số nó chạy ếch cái. Ếch cái nhiều khi nó ra chậm hơn ếch đực. Khu nào mà có ếch đực mình đầu hôm là mình thổi nó dính nè, hoặc là cái đêm đầu tiên mình đặt là đã dính nè. Ếch cái gì bắt mới đã tay nữa. Chung cặp ếch cái này là phê. Hai con cầm không giáp tay. Cặp ếch cái này bàm tay. Hết biết cặp ếch cái mà. Cặp ếch cái này mình đoán chắc tầm từ 8 lạng trở lên nha các bạn. Con từ 400 gram. Quê mình á, nhiều khi á, mình cầm cặp ếch thì mình nói á, con 400 gram. Nhiều khi có bạn thì nói không tin ha, chứ sự thật nha bạn, tại vì quê mình có bạn thấy ếch, quê mình có đùi con nào cũng nấy nè. Đùi con nào cũng nói bành luki không nha bạn. Tại mình đặt ở đây trong mấy cái ao nuôi cá đó, cho nên ếch nó mập lắm mà, chứ nó bự nữa. Bành bành mà ếch đồng ngoài đồng mình vẫn vậy nha bạn. Ếch nói chung nó đủ nguồn màu vậy, nó bự. Hết biết cặp ếch xứng tán nha bạn, cầm cặp ếch này cái biết sướng tay. Cặp ếch này từ 800 gram, còn trong đó một con ếch đực. Còn đây là cặp ếch cái. Rồi, giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo. Hy vọng mấy cái kế tiếp mà nó dính được vậy nữa là cũng tiếp tục trúng nữa đó bạn. Cái khu này thì ngày hôm qua mình chiến cũng được 7 kg rưỡi nha bạn. Ngày hôm qua 7 kg rưỡi, hơn 7 kg rưỡi nữa đó. Còn bữa nay thì không biết làm sao đây. Tại bữa nay là đêm thứ hai ha. Trước cái góc ngã ba đó mình cũng có đặt một cái. Mình đặt cái ngã ba đó mình đón bên cái khu vườn bên đó qua đó. Mình làm như trời không có mưa, nó không chịu qua hay gì. Đêm trước thì mình đặt nó nọ ngay nó dính cái góc ở đằng cái ống bọng chỗ chiếc xuồng này đó nhiều quá. Còn mấy cái đầu này cũng dính yếu. Để đêm nay cần sao. Đêm nay cũng im ghe nữa. Ngay góc bờ ngon hết sức. Thông thường mình hay trắng thủ ngay ngã ba ngã tư được. Con ếch hay qua lại đó. Hồi cái này dính con ếch nhỏ xíu thôi bạn ơi. Đầu đó dính con nhỏ. Lại đầu này thử coi. Rồi, đầu này được 3 con bạn ơi. 3 con ếch cái cũng bành kỳ nữa nè. Khu này ếch đực cũng bự nữa các bạn. Con này ếch đực nè, đực cũng trọng. Mình đánh thông thường á, mình túc này á theo mấy cái khu vườn. Cặp vườn với mấy cái vuông nuôi cá, con ếch nó sẽ bự hơn ở ngoài ruộng. Ngoài ruộng quê mình ếch nó cũng bự mà nó không bằng ếch trong vườn ao cá bạn. Cái khu người ta nuôi cá. Mấy con ếch nó ẵn mình, nó trốn lại lâu năm nên ếch nó sẽ bự nhiều hơn ở ngoài ruộng. Rồi, cái chạy về con mà ếch bự gì cũng mau vô ký. Ếch này cầm cũng bàm tay nữa nè. Để mình bắt cái một ba con luôn. Cho mau. Đây nha bạn, con ếch cái ở trên này tầm cỡ 300 gram bạn ơi, 300 gram hơn 300 gram. Còn dưới hai con ếch đực, hai ếch đực cũng chậm ha. Rồi, giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo nữa, cũng im im nha bạn. Đêm thứ hai mà thành quả thấy tới đây thôi, thấy cũng ngon lành rồi đó. Ếch chậm chậm không à. Mình đi cái hướng này nó hơi ngược nắng, nó hơi chói chói.
đã không bạn? Nhảy sáng sáng nước gì là lụm nữa đó. Thôi, thấy gì mà con cặp hả bạn ơi, hai con. Ba con mới được ba con. Nó núp ở đầu này con nữa nè, mới nhảy ra đó, được ba con. Chủ vuông sên xịn nè bạn, sên xịn lấy tảo bớt rồi nè, nên bây giờ nó còn trôi ít nè ha, chứ ngày hôm qua thôi thôi đóng về về bạn. Thì thông thường mấy cái ao như vậy nè, là chủ vuông mà sức cá gọi là chủ vuông sên xịn mấy ngày trời nữa mà, cả tuần lễ á. Sên xịn cho sạch đáy ao chân á, rồi lấy nước ra lấy nước vô xả tới lui đó, nên là mình đón thêm mấy cái phẳng đó đó. Rồi mình hay đánh ếch đó. Nuôi cá lâu năm quá đó, cho cá nó ăn cái nó có tảo. Đầu này hình như là ba con ếch đực không phải gì bạn. Đực cũng được, ếch đực cũng bự bự thôi. Đây. Ba con ếch đực nha bạn. Rồi, giờ đến bỏ vô lại đầu đẳng, cái đầu đẳng mình thấy nó cũng có nhảy kìa. Giờ này thì chủ vuông cũng sửa sạn. Sửa sạn hút xịn nha các bạn, nên tiếng lỡ có ồn các bạn thông cảm ha. Điều này ếch đực cái gì nó ngồi. Ếch đực thì không lớn hơn. Hồ rồi dưới đó ếch cái mới đã kìa bạn ơi, nó nằm nó ngâm nước ở dưới kìa. Ếch biết ếch bự rồi. Ếch cái bành ghi rồi. Đầu này chạy được 3 con bạn ơi. Hai con ếch cái một con đực vậy. Tảo nó đóng cái 12 cái nhục mình. Tảo lên cỡ này nữa. Ý là hút bớt rồi như bạn. Chủ vuông ta hút xịn rồi là nó giảm bớt mà còn gì đó. Con ếch đó bạn ơi, quá khứ nhìn thấy ếch cái thấy sướng. Ếch này mà nó ra ruộng nó bắt cặp ha, nó bắt cặp mà mình xôi đi một cái ha, rồi nhìn một cái là phê liền mà. Giờ này chú vuông nổ máy rồi đó. Ếch cầm cái bàn tay bạn, ếch cái trên, ếch cái này tầm khoảng 400 gram, hơn 400 gram các bạn. Cái đùi bạn thấy nè, ếch biết đã rồi. Ở dưới cũng còn ếch cái các bạn, con ếch dưới thì tầm 250 gram à. Còn con trên này nè, con trên này từ 400 gram trở lên. Ếch biết ếch không? Này nó đẻ rồi nữa bạn, đẻ rồi cái bụng nó hơi xẹp xẹp này ha. Chứ nó chưa đẻ lặn ếch này cả nửa ký á. Tại mỗi lần ếch nó đẻ là đẻ nhiều trứng lắm các bạn. Còn trong đó con đực nữa. Rồi, quá đã. Để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Chủ vuông giờ này đang hút xịn. Nổ máy tiếng hơi lớn. Có ồn các bạn thông cảm giùm mình ha. Bữa nay đụng phải bầy ếch cái khổng lồ rồi bạn ơi. Nó dính không nhiều thiệt mà con còn nói cạnh cạnh không. Ếch cái hết biết. Khu này ếch cái bự. Đây dính có con ếch đực hay gì. Hồ, con ếch cái nằm dưới nha bạn. Con cái này cũng bự nè. Để mình lại cái đầu đây thử coi. Rồi đầu đây thì hai con ếch đực. Hai con ếch đực với một con cóc. Ếch đực cũng bự. Nhảy nè. Láng hết. Đây cái lò mình.
Cá này đêm trước mình thăm cá nãy chạy cũng nhiều lắm. Như đêm trước chạy hết về, chiếc này chạy thăm cử này chạy có đêm nay chạy đâu có. Cái này tính ra đẳng 2 con, đây 2 con, 4 con. Cái này từ 200g các bạn, tầm 200g à. 200 hơn 200g dưới con ếch địch cũng trọng trọng. Rồi, để lại mình bắt cái đầu đẳng ra luôn. Đầu này cũng được 2 em. Còn đó còn cắp. Này cặp ít địch cũng trọng nha bạn. Địch cũng đẹp lắm. Rồi, để lại mình thăm cái thằng đó nha bạn. Thằng đó còn một cái nữa. Chứ ở trong sát gấp chồng mình còn một cái nữa, 2 cái nữa là mình hết. Cái này đằng trước này á, đêm trước mình thăm dính cũng nhiều lắm mà. Đêm nay còn sao? Hôm qua mình thăm cái này trước nè. Hôm qua mình đi đường nhà của chủ vuông vô. Bữa nay mình thấy chó quá, thôi mình đi bên kia đi qua. Thăm ngược lại. Trời ơi, gì mà không dính luôn mà. Cái này mình có gắn cái lo nữa đó mà không dính luôn, làm như đêm trước chạy hết luôn á. Lo mình gắn đây. Đồng này nó lết nè bạn, lết lắng lứt chừng, chắc có dính. Được 2 con. Con còn ít cái cũng bành kỳ nha bạn. Bữa nay chúng bị ít cái khổng lồ. Ngày qua nói chung cũng có ít bự. Bữa nay cũng vậy. Ngày qua con mấy ít cái cũng con cặp, ngày qua được 1 cặp nha bạn. Ngày qua được tới 7 ký mấy lần mà được, ngày qua con cặp tới đâu 800-900g vậy. Bữa nay cứ được mấy con à? Bữa nay mấy con bự bự không? Nãy giờ đâu cũng 3-4 con khủng khủng. 3-4 con khủng thôi chứ còn ít bự không? Ở đây trọng chậm không? Hàng khổng lồ thì được 3-4 con. Như con này cũng tầm gần 300g bạn, 250-300g. Quê mình ếch nào nãy cái đuổi bạn thấy hết biết không? Mấy con ếch này đẻ rồi nè chứ chưa đẻ nữa, nó còn nặng ký nữa nha bạn. Tại khi nó đẻ rồi cái bụng nó sẽ giảm lượng trứng bớt rồi. Rồi bây giờ để mình qua bên kia mình thăm cái nữa là hết nha bạn. Còn cái nữa là hết 12 cái ngục của mình đó. Rồi để mình qua cái cuối cùng thử coi sao. Đây là cái cuối cùng của mình nha bạn. Đây kế bên cái máy. Tiếng hơi ồn. Rồi chạy nhái đâu không mà. Rồi cái cuối cùng không dính nha bạn. Giờ thì mình thả về, mình thả về mấy cái 12 cái ngục này mình vẫn để đây nha bạn. Nếu mà có điểm mới thì một xế chiều mình sẽ cuốn mình đi đánh điểm mới, còn nếu không có điểm mới thì mình sẽ để đây ha. Mình chờ một đợi mưa nha bạn, đón mưa. Nếu trời có mưa thì khu này mình đoán là đặt sẽ còn nữa nha bạn. Còn trời không mưa thì chắc nó không chạy đâu. Tại đêm nay là cũng đêm thứ 2 rồi.
Giờ thì mình thả về, khi nào về tới nhà mình sẽ quay cái thành quả mình túc bếp thời điểm hôm bạn xem ha. Mình cũng về tới trại mình nha các bạn. Thì để về đây mình sẽ căn tổng kết thành quả chiến thực phẩm hồi đêm hôm mình túc ếch ha. Bẫy đồ thì mình cũng chuẩn bị sẵn hết trơn nè các bạn ơi. Quê mình nói chung còn nắng lắm ha, nên chưa xuống bẫy gắn được nè. Để có nhiều anh em cũng hay hỏi mình năm nay có bẫy gắn không đó. Thì mình tới mùa là mình cũng sẽ bẫy các bạn. Mình ở đây săn bắt để mưu sinh, cho nên tới mùa con gì thì mình sẽ bắt con đó nha các bạn. Bẫy đồ lúa đồ vô sẵn rồi, mà mình để vài đám mưa nữa bạn ơi. Quê mình hổm gài nói chung có mấy đám mưa. Còn nắng lắm nắng. Dù này thì bữa hổm mình cũng có chiến nữa nè bạn. Dù này dù sau hè nhà mình, cho nên cho cũng cho ông chú ông thơ nuôi cá đó. Mà mình đánh hoài giết dù này đánh chứ dính cũng không mạnh luôn. Điểm cũ đêm thứ hai, điểm mới chứ. Điểm mới đêm thứ hai cũng im nha bạn. Khu vực này là đó giờ mình chưa chiến lần nào. Mới đặt đêm trước một đêm chứ đêm nay đêm nữa mới hai đêm. Nói chung bữa nay đụng phải đụng bậy ít cái khủng nha các bạn. Có mấy con ít cái cành cành không à. Mà khu đó nó nạo ngay ngày hôm qua vẫn vậy bạn. Ít cái cũng bự bự không à. Còn nào mấy là nói chung là bàm tay không á, cầm cặp là không giáp tay không. Bạnh bạnh không. Khu đó ít trọng trọng mà, ít được ít cái cũng bự chứ. Tính ra hồi sáng thì số lượng con dính không nhiều nhưng mà chắc số ký là im nha các bạn. Tại vì do ít nó bự á. Em cần nó ra được nhiều. Bạn thấy không? Con không có nhiều ếch chân mà nó 4,2 kg nha các bạn. Hơn 4,2 kg đó, mình tính như 4,2 kg đi, 4,2 kg mình trừ cái túi 100g ra cũng còn là 4,1 kg nha các bạn. Quá đã. Điểm thứ hai đụng phải bảy cái khủng. Khổng lồ. Này siêu to khổng lồ thiệt. Để mình ấy ra cái quay bạn xem cái ha. Ếch nói chung còn nặng ấy xứng đáng nặng. Ếch đực ếch cá gì nó cũng bự chứ. Mấy bầy ếch gì đó nhìn mấy thấy mê không ạ. Không ai có hơi lắc các bạn không cảm ha. Con cành cành nha các bạn, mấy con cái nằm dưới nè. Nào cũng lấy đen mung ha. Nói chung chúng bảy cái này bự thiệt, khổng lồ. Con nào cũng lấy hết biết rồi. Rồi bây giờ mình cũng xin kết thúc video đây. Nếu các bạn có xem kênh mình thì cũng nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ gì nghe các bạn, để mình có động lực đó mình làm nhiều video về đề tài săn bắt hơn. Mình cũng xin bye bye các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video sau.